Chào mừng các bạn đã có nhật vlog của mình ngày hôm nay. Thì ngày nay cũng có đi mua bò các bạn, mà sáng giờ mưa quá không có đi, giờ trưa mới đi. Thì ngày nay mình cũng bắt được tổng thể hai con nghế đực. Nói chung là nghế này đẹp, có một con thì lột vào giống. Nói chung là nghế màu đỏ đẹp. Bây giờ mình quay chi tiết từng con cho các bạn xem. Nhưng trước khi vào nội dung chính thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé. Cái trại bò của anh này thì toàn bò độc các bạn. Mẹ con to tông tạng gơ lắm, nghế cũng độc, để con là chất lượng lắm các bạn. Rồi mình quay cùng bò cái trước các bạn nhé. Đây có hai con sim lùng đỏ mặt một mèo, hai con này tông tạng cũng to, đứng hai con trong chuồng nhiều. Quay kia bò to hơn nữa, đây là dạng như là đẳng cấp rồi, mình ra đây đẳng cấp hơn rồi. Đây bò cái đây là đúng là đẻ con là phải chất lượng nha. Con nào cũng nói gớ thiệt, để con là độc, độc bò đó, bọt mì nha các bạn. Ui thịt không nói chẳng 33 thịt rồi các bạn, 26 triệu tiền thịt. Ui nó dài nó cao, đây nó vô nữa đây đó. Ui con phải biết con trâu chứ nó bò đủ để nghĩ đảo cũng không anh quốc không anh không lai xì mình lại chụp nghe cúc đó mọc một mèo. Ui dồi mắt con mèo tán thân á à. Ui từng trụ rồi mình em ơi em một hết chứ không anh không dạ. Con là phối bơ lại rồi anh, con đỏ này đó là phối bơ rồi. Đây con nghĩ ra đây đi đó là chịu được liền. Cái con đỏ ở nhà là con mẹ đó con nào đỏ đây dạ. À, ui bò mẹ con nào cũng to hết à. Ui cái lưng nó ba gạn. Ui trong bò gì rồi nhiều đây nếm nhé, cũng nửa tí á, hơn nửa tí á. Mày bò hơn nửa tí á đó, nó nghe này mình nghe đấy con trực to nhiều quá. Năm con này, cái con này có bán không anh? Ui giờ cái bánh chưa? Thì anh cứ nói cái giá thử thì nó ai cái nào ghiền thì nó mua cho, nó muốn mua thì nuôi sinh sản nó mua cho. Xéo chục anh. Đấy, của mẹ con anh muốn bán xéo chục. Anh mốt coi là được 20 ngày. Mốt là 20 ngày, đó, phối rồi, phối bơ rồi. Mẹ để nó một, đây mấy con nào? Một, hai, ba con, bốn con, nghĩ là con thứ tư này không đứng lại con thứ tư con đông phục ba bê nữa là con thứ năm. Ui ôi thôi nữa này các bạn, đây con trâu không bằng nó là đừng nói trong đêm một mà ấy vậy cứ nghĩ rốt ra là chịu được là liền rồi chứ không. Cái con nào mà em cứ cho anh đủ sức là ui to mất hồn để con nghĩ mắt xuống cực kỳ. Rồi các bạn thì cái chuồng này ấy là cũng một nhà với cái chuồng bộ mẹ con kia luôn, mấy bộ mẹ con kia luôn, mấy con bò cái to to đấy các bạn. Con nghĩ này thì con của con mẹ cái màu đỏ đứng ở trong chuồng rồi các bạn. Mà đây thì chuồng đây thì anh đưa về nhà là tại vì là chuồng này thì ở nhà này là đỡ vợ nuôi đó, nuôi riêng một con này, còn ở chuồng kia là anh nuôi đó. Thì con này thì nghĩ này thì dòng lai sim, mà mẹ lai sim mà cha lai thái. Đó, nó ra con nghe lỗ tai nó hơi dài dài, nhưng mà bò này thì dày bò, con này thì xây tích nghiêm, con này mà đỡ nuôi về nuôi sinh sản thì y bài chứ không có thứ gì bằng. Con này mình báo giá công khai là 19.500.000 nha các bạn. Đó, nghe nó dày đó chạy cục thịt đó các bạn. Nếu con này tính thịt thì nó nên 18 triệu tiền thịt rồi các bạn, 90 kg gạo thì mình tính 18 triệu, thì mình bắt nuôi là bắt buộc phải lên chút ít tiền các bạn, do còn bán thịt mua thịt thì không ai mua cũng ai bán. À, nghe này thì chỉ có bị lăn lô trước cái cần cổ thôi các bạn, chứ còn xây tích rồi thì nghiêm cũng đỏ đỏ hết, không có màu gì khác hết, một màu đỏ, đuôi màu đen chứ không có bị lọ đuôi. Nghe này thì dày nghe chân cẳng to, mình dài lưng thẳng đó. Nghe này thì nó cỡ khoảng em mình nghĩ chắc cỡ 14-15 tháng thôi nha các bạn, chứ chưa lớn lắm, nhưng mà nghe này thì mình thấy nó cao to dày bò, nuôi sinh sản là nhất chứ không thứ gì bằng. Đó, mình quay xe này con nghé này nó còn nhát nha các bạn,
mình đi tới gần là nó đi vậy, nó như người lạ nó sợ hay sao á. Đó, hôm qua mình cũng bắt một con bò cái ở chỗ này luôn, mình vận chuyển giùm cho anh luôn, là về cho ông ngoại á, như anh kêu thì ba của anh á, về Phú Mỹ về nuôi. Cũng một con nghĩ cái như vậy mà dù nó to hơn, nó dày bò hơn nữa, còn con này ở lại bây giờ anh kêu mình bán luôn, tại vì giờ anh không có thời gian chăm sóc, còn anh thì bò kia nhiều quá. Rồi các bạn, thì mình cũng mua được tiếp con nghĩa đực này nữa. Con nghĩa đực này thì nó đỏ mặt một mèo nha các bạn, không bị lăn o hay là lăn lô hay là bị gì hết, xây tết thì nghiêm. Con này thì mình bán theo đường giống nha các bạn, chứ không có bán theo đường đếp thịt được, tại vì con này nó rất khéo. Con này mình báo giá công khai là 28 triệu nha các bạn. Con này thì dòng mẹ là lai sim, cha thì cũng lai thái. Lỗ tai là hơi dài dài nhưng mà bò này cực kỳ dày. Con trắng đó mình cũng mua luôn, nhưng mà chút mình quay kỹ hơn cho các bạn xem. Con ba b đứng chỗ kia thì anh mới mua 36 triệu, thì nó cũng tương đương như con bò mình. Bò mình thì 9-10 rồi các bạn. Đó, con bò lai sim mình ạ. Bò này thì nói chung là rất độc bò các bạn, chứ không phải độc thường. Dậu rồi là nói chung là vừa hết. Lột giống, nói chung con này lột giống. Mà điều bốn cái chân nó thì còn nghé, nên chưa được to lắm. Con nghé này có khoảng, anh nói là khoảng 8-9 tháng, nhưng mà mình nghĩ cũng cỡ đó. Đùi nó thì còn không thua gì con ba bơ nha các bạn. Đùi dài nữa, lưng thẳng, xây tết nghiêm. Chân cảnh móng miết rồi là mình thấy ok hết, nói chung là lột vào giống. Chỉ có hai cái lỗ tai nó hơi dài dài xíu. Đó, chứ còn không có chơi được điểm nào hết. Bò này thì ai mua về nhảy giống bầy hay là giống dịch vụ là y bài rồi các bạn. Ở dòng này thì này ít có lắm các bạn, dòng live stream này ít có lắm. Đa số này người ta dùng hàng siêu không các bạn. Còn live stream thì lâu lâu có được một con, nhưng mà con này thì mình thấy ok. Nói chung là đẹp, đó, đùi dai đồ nữa hết. Bò này thì đẹp. Thì con này nếu mình tính thịt thì nó nên có khoảng tạ 2 thịt nha các bạn. Nếu tính cạo á thì được 24 triệu 25 triệu rồi. Mà bắt buộc bò này nó đẹp quá, nó mình phải rắn rắn lên một xíu. Mình về mình bán thì nó cũng cao cao một xíu, chứ không có bán giá thấp. Đó, nó đứng cũng dạng 9-10 mà bơ rồi các bạn. Mà bơ này 36 triệu rồi các bạn, anh mới mua đó. Mà anh muốn đậu dòng nên anh muốn bán con livestream này. Anh định con livestream này anh đỡ là anh nhảy giống bầy. Mà anh nghĩ thôi đỡ bắt ba bơ về nhảy thử, cho anh thích dòng ba bơ hơn. Đó, nên anh bắt con ba bơ đó 36 triệu. Mà anh bán con nghĩ này cho mình. Thì mình thấy nó cũng được được, mình cũng bắt luôn. Đó, mấy con bò mẹ á. Bò mẹ nó là con mèo móc kim bên kia này các bạn. Kim đứng xa xa đó. Con nãy mình quay ở đoạn trước rồi. Rồi tiếp theo con nghé này. Con nghé này cũng một chuồng anh luôn. Thì con nghé này anh cũng bán luôn cho mình. Thì mình báo giá công khai con nghé này là 19 triệu 500 nha các bạn. Nghé này thì dày bò, đùi đít đồ tạ thẳng. Nghé này thì mình bán theo đường đếp thịt nha các bạn. Đó, nghé mèo móc kim chứ không phải màu trắng. Nghé này dạng lì, lì lắm các bạn đấy. Anh theo anh rờ được, mình theo mình rờ cũng được luôn. Xây tích cũng nghiêm, chân trụ cũng to. Trong này con này về nuôi về đẹp thịt thì đúng bài. Lưng ngồi thẳng, tạ thẳng, dài nữa, đùi nữa. Giờ không có đi câu tiêu. Còn bò cái này hồi anh bán anh không bán. Bò cái này mình thấy dây bò mà anh cũng không bán. Bò anh toàn bò độc không các bạn. Dây bò không, con nào cũng nói cũng to, cũng quầm hết, không có con nào lép lép các bạn. Cho bò mẹ to quá nên để con đọc bò quá, mình vô chuồng bò anh thấy mơ mà đi không muốn đi ra luôn các bạn, cứ quằn quằn trong cái chuồng bò thôi, tại vì bò đẹp quá, lâu lâu mới được vào chuồng bò đẹp. Hả, chuồng bò của chị đó các bạn, giờ vào mình xem thử bán con nào. Đây mình công khai báo giá tại chuồng luôn. Qua cho hai con này thì nhốt riêng, to rồi thì nhốt riêng chứ không có ở chung được. Cùng bầy bò cái đứng ở ngoài kia, xa xa kia. Chú hoàng bò dày như tấm sắt, đẹp bò, dày bò. Lưng nó đo tới 2 gang hết rồi các bạn. Xây tết thì nghiêm. Bò này nuôi bò béo thì y bài. Một con như giống dết man nữa. Đây, con này đếp man. Man trùi hết, hai con. À, và điều mèo thì con này móc kim, con này mèo đỏ. Rồi, thì hai con này mình cũng báo giá công khai tại chuồng luôn. Hai con này mình bán với giá 47 triệu 500 nha các bạn. Bán mình bán một kẹp luôn nha các bạn. Bò này mình không có tách.
Tại vì giờ hai con này mình bán kéo qua kéo lại xa cả luôn các bạn. Ai có muốn mua bò béo thì cứ liên hệ với mình. Nói chung hai con bò này nó cũng lớn lớn rồi, nghĩ cũng nghĩ mà bò cũng bò nó hơn trăm năm rồi các bạn, bò nó cũng da bò rồi. Mình bắt đầu giờ bắt đầu mình đép thịt là Y3 này các bạn, thứ gì bạn ạ. Đó rồi đó đép cám rồi vô nữa là mình bung lắm các bạn. Đó, hai con, một con màu đỏ đỏ đen và một con màu móc kim, chân trụ quay to, bên này dài 3 tháng, xây tết rồi thì ổn định, đúng rồi hết, mình lì hiện dạng, mình vô chuồng là nó cứ muốn đi theo mình này các bạn. Bò này ăn uống rồi thấy cũng cũng khô khô cho bò bầy các bạn, thấy cũng đông. À, có hai con này thì nhốt riêng ra ngoài, cho hai con đực này đang vô béo nên chị không có nhốt chung những bò cái kia được, tại vì nó cứ ưa kém nó hót các bạn, sợ nó chứa bò cái nền của chị là chị không muốn nên chị nhốt lại đồ bò béo. Bây giờ chị đang cần tiền nên chị cần bán đó, thì mình thấy cũng được được giá giá năng hợp lý nên mình bắt. Ai có muốn mua bò béo thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại hiển thị trên màn hình của mình đó. Bác bán luôn một kẹp nha các bạn, cho mình không có bán tách hai con này nha các bạn. Rồi còn con nghé nhỏ kia thì ai có muốn mua luôn, đi theo luôn thì mua 3 con luôn cũng được. Con đực đỏ kia có muốn thì cũng bán 4 con luôn. Đó, con cái thì cũng bán riêng. Rồi có muốn mua luôn 5 con thì mình bán tùm hết luôn 5 con nha các bạn. 5 con thì mình thương lượng với nhau. Đó. Mình bớt cho tiền lọc nuôi hay là tiền xe, tiền đồ gì đó, cứ thương lượng với nhau. Đó. Rồi các bạn thì tới tiếp chung này thì con kim cước thì chủ nhà đòi 20 triệu, còn con bò đực đỏ đỏ ấy thì đực lai mình ấy thì chủ nhà đòi 22 triệu, mà hai con này mình cao quá mình bắt không tới, mình chỉ quay thôi. Con đỏ này thì dày bò mà đều hơi lùn, đòi 22 triệu mình trả 19 triệu rồi mà không bán. Hả? Rồi các bạn thì cũng bắt được tổng thể ngày nay là được 5 con bò đó, 4 con nghệ đực, 1 con nghệ cái. À, rồi cứ ai có muốn mua về nuôi bồ béo hoặc là nuôi sinh sản thì có liên hệ với mình. Đó, ngày nay đi nói chung là chiều nay đi cũng có thu các bạn, thu được 5 con đi được 4 tiếng, thu được 5 con thì cũng ổn định ngày nay rồi. Thì nói chung là video nó cũng dài rồi, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Rồi bye các bạn.